hộp Siga 6 điếu, 6 hương vị đặc biệt được tuyển chọn trong một hộp được thiết kế đơn giản. Một sản phẩm đến từ Nicaragua, Roberto Zoya, với giá thành vô cùng hợp lý để dùng để làm quà tặng. Và bây giờ cùng Kỳ Lân sẽ đập hộp hộp Siga này ra. Wow, đây là 6 điếu, 6 hương vị được in sẵn trên vỏ bì. Đây là 6 dòng được tuyển chọn những dòng ngon và tổng hợp lại của một hộp đặc biệt như vậy. Thích hợp khi mà mình đem đi sử dụng nhiều người với những khẩu vị khác nhau. Mình dùng hoặc là mình biếu cho những người thích sưu tầm những loại đặc biệt trong một bàn tiệc đem ra như thế này thì sẽ rất phù hợp cho nhiều người có thể sử dụng được. Bởi vì một hộp 6 điếu, mỗi hương vị và những hương vị này là những hương vị được tuyển chọn ngon và đưa vào hộp này. Đối với dòng Siga này của Kỳ Lân thì quý khách mua về chỉ việc là sử dụng luôn, bởi vì độ ẩm Kỳ Lân đã đảm bảo được chuẩn rồi. Còn không thì mình muốn cho nó đậm đà hơn một chút xíu thì mình hút liền, thì mình chỉ bỏ vào cái khăn lạnh mình massage nó một cái nhẹ để cho nó mềm lại một chút xíu, để cho nó ẩm một xíu nó hút rất tuyệt vời.